Anh em có thể thấy là tỷ lệ người xem đăng ký kênh mình rất thấp, nên anh em hãy bỏ ra 3 giây để bấm đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Hello anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục review Seeker Zip mới nha. Seeker Zip hôm nay là bản sổ hấp nha. Bản này thì không cần lấy key nên sử dụng rất ổn nhé anh em. Bản này có khá nhiều tính năng siêu VIP nhé. Xịn nhất là chức năng Auto Chelsea, Go See Ship và cá mập ở trong vành đai tĩnh lặng nha anh em. Không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bật Seeker Zip lên nha. Trước khi bật Seeker Zip thì anh em cho mình xin 10 giây để quảng cáo nhé. Nếu anh em muốn tìm một sắp để mua Axe Blocker Loot và Zabug thì hãy truy cập ngay kho Axe Blocker. Tại đây có rất nhiều dịch vụ như là bán Axe Random với tỷ lệ ra, Axe xịn rất là cao, Axe có Mochi V2 và đặc biệt có Axe 1000 nữa nhé. Nhiều dịch vụ khác như cày thuê, Zabug 120 giờ nữa nhé. Hiện tại thì sắp có dịch vụ xuyên tháng 10 nên anh em hãy nhanh tay truy cập vào Axe Blocker ngay nhé. Link sắp mình sẽ để dưới mô tả. Cảm ơn mọi người đã xem quảng cáo. Ok, và bây giờ mình sẽ bật Seeker Zip Hack lên test nha. Mình sẽ sai thử chức năng auto farm ở vành đai tĩnh lặng nha. Nếu anh em không biết trình thì có thể trình giống mình để treo nha. Phần này anh em sẽ bật các chức năng sau để treo đánh bạc gì nha: Auto CBC, Auto Sen, Auto Go C Ship, Auto Kin Sắc và Map để có thể đánh quái được anh em qua phần setting cho mình. Anh em bấm vào dòng Chuxi Weapon nha, sau đó chọn vũ khí Melee và Flute nha, hoặc anh em có thể chọn Melee và Sốt đều được nhé. Sau đó anh em bấm Chuxi Skin to Sipam nha, chọn skin anh em muốn sử dụng là được nhé. Bây giờ mình sẽ tô nhanh đến lúc ra biển 6 và đánh si thử nhé. Anh em nên dùng thêm tộc cá để giảm tỷ lệ bị ngủm hơn nha. Ốc anh em đợi si ra rồi tem nó thôi, nhỏ hơn. Đánh si rất là ok là luôn nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.